Người đàn ông tử vong cạnh đường dây ở Bình Thuận. VOV.vn, sáng nay, ngày 22 tháng 10, Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông trên địa bàn xã Hồng Sơn. Qua công tác khám nghiệm, ban đầu nạn nhân được xác định tên là Nguyễn Hoài C, 47 tuổi, trú huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Khoảng 8 giờ sáng ngày 22 tháng 10, người dân ở thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn trong lúc đi làm đã phát hiện một người đàn ông này tử vong cạnh đường dây xe lửa. Trong tư thế đầu gác lên gờ bê tông, còn phần người nằm dưới ruộng. Nhận được tin báo, Công an xã Hồng Sơn đến bảo vệ hiện trường. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.